Dạ, em Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại quốc lộ 50 nha quý anh chị, thuộc khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình ra công viên ha, mình ra chợ Cần Giuộc. Thì mình thẳng luôn là mình là về Tân Kim, mình về cầu Ông Thình, mình về Sài Gòn nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí mà Tâm đứng về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 12 đến 13 km thôi nha, tùy theo cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống đó. Còn cái phía sau Tâm nè, đây thì mình thẳng vào độ tầm khoảng 300m đó thôi là mình về tới ngay chỗ ngã năm Mũi Tàu nha quý anh chị. Và mình thẳng luôn thì mình về trung tâm thị trấn Cần Đước. Thì từ đây về trung tâm thị trấn Cần Đước tầm khoảng 4,5 km. Còn mình rẽ bên cái hướng mà thẳng luôn Cần Đước là mình thẳng về đường tỉnh lộ 85A nha. Đó, còn mình rẽ phải thì mình về lại Sài Gòn. Đó, thì rất là thông thương nha quý anh chị. Khu vực này thì dân cư ở đây là trung tâm của thị trấn Cần Giuộc luôn ha. Thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này, đây là chùa Hòa Bình nha quý anh chị, chùa Hòa Bình nha. Đó, thì hôm nay Tâm đứng tại vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ ha, đất ở đô thị nha quý anh chị, có diện tích là 64m và chủ gửi bán với cái giá là 1.380 còn thương lượng nha. Đó, thì từ cái vị trí Tâm đứng mà vào đất mình thì vào độ tầm khoảng 300m thôi. Rồi, bây giờ thì mời quý anh chị vào xem đất cùng với Tâm nha. Vì đây là trung tâm thị trấn cho nên là dân cư thì quý anh chị thấy đó, trước ống kính của quý anh chị em lia máy là nhà cửa rất là nhiều luôn. Còn ở đây là chùa Hòa Bình nha quý anh chị. Đó là một trong những cái di tích lịch sử lớn nhất của huyện Cần Giuộc ha. Từ cái vị trí quốc lộ 50 vào đất mình thì vào độ tầm khoảng 300m thôi. Dân cư thì khỏi phải nói luôn, rất là nhiều, rất là đông. Đó, bây giờ là mình đang tới cái ngã tư của đường Nguyễn An Ninh nha quý anh chị. Thì tới ngã tư này mình rẽ phải thì mình về bệnh viện Cần Giuộc ha. Còn mình rẽ trái thì mình ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn. Địa chỉ đất của mình ở đây là khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Tới cái vị trí mình quẹo đây mình rẽ phải nha, mình rẽ phải là tới đất mình nha quý anh chị. Đây quý anh chị, thì tới đây thì đã tới cái vị trí đất của mình ha. Đó, thì cái đoạn đường mà trước đất của mình đó là đường 3m nha quý anh chị. Thì từ cái đường nhựa mà vào là đất mình đó, thì vào độ tầm khoảng 20m thôi. 20m thôi, thì vị trí đất mình nằm đây ha. Và trước khi vào để mình Tâm giới thiệu chi tiết về cái thửa đất đó, thì Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị xem là cái khu vực này cái dân cư mình đông như thế nào ha. Đó, khu vực này thì dân cư rất là nhiều luôn ha. Đường này là đường thông nha quý anh chị, đường thông luôn, đường thông qua nhà dân, đường thông ra quốc lộ 50 luôn ha. Đó, rất là đông dân cư luôn. Thì với cái tuyến đường nhựa này mình thẳng luôn thì mình sẽ trở ra lại ngoài chợ Cần Giuộc nha quý anh chị. Đó, thì cái vị trí đất mình nằm ở đây. Đó, thì do là chủ ở Sài Gòn lâu ngày quá, dịch bệnh nó quý anh chị, cho nên là chủ không có thể nào mà về được để mà dọn dẹp sạch cỏ ha, cho nên là cỏ nó mọc lên hơi nhiều. Thì bây giờ Tâm sẽ quay chi tiết về cái thửa đất mình cho quý anh chị xem. Thì tổng diện tích của đất mình là 64m nha. Đất mình là đất ở tại đô thị và cái địa chỉ đất mình đây là khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì với cái diện tích thực tế là ngang 4 là từ cái vị trí nhà ranh bên đây ha, bên đây qua cái vị trí mà hàng rào bên đây nữa là 4m nha quý chị. Và chạy dài xuống hết mí tường luôn là 16m, ngang 4 dài 16 ha. Và tổng diện tích là 64m và chủ gửi bán với giá là 1.380 còn thương lượng nha quý anh chị. Đó, và hướng đất của mình là hướng đông bắc ha. Hướng đông bắc. Thì quý anh chị Sài Gòn hoặc là những cái nhà đầu tư có thể là mình về đây mình mua nhà, mình mua cái đất này xin lỗi, mình mua đất này xong rồi mình đầu tư
hoặc là mình xây nhà rồi mình cho mướn cho thuê cũng rất là ok ha. Tại cái khu vực này thì nó có nhiều cái công ty lớn nè, khu công nghiệp như là công nghiệp Phu Lu đúng không chị, rất là đông luôn, cho nên quý anh chị có thể là mình về mình mua xong rồi mình xây nhà rồi mình cho mướn lại cũng rất là ok luôn ha. Thì giá dao động ở đây mà nếu mà có nhà mà mướn á, thì vào độ tầm khoảng 5 triệu ha, khoảng 5 triệu một tháng nha quý anh chị. Đó. Rồi bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá cho anh chị nghe một lần nữa nha. Thì tổng diện tích của đất mình là 64 m, đất mình là đất ở tại đô thị ha, và cái địa chỉ đất là khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Đó, và diện tích thực tế là ngang 4 và dài là 16. Thì diện tích ngang 4 là từ cái vị trí mà hàng rào bên đây ha, sát với nhà luôn ha, rồi qua cái vị trí bên cái hàng rào kẽm B40 này là ngang 4 m, và chạy dài xuống tới mấy tường ở dưới luôn là 16 m nha quý anh chị. Thì tổng diện tích là 64 m và chủ gửi bán cái giá là 1 tỷ 380 còn thương lượng ha. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Đất mình thì và đất mình á, là trên sổ có thẹn lối đi luôn nha quý anh chị. Trên sổ có thẹn lối đi là 3 m ha. Đó, xe hơi vào tận nhà luôn, xe hơi 7 chỗ 4 chỗ vào ok hết. Và nó cách cái đường nhựa thì vào độ tầm khoảng 20 m thôi. 20 m thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Hướng đất của mình là hướng đông bắc nha quý anh chị. Thì cái khu vực này là cái khu vực là trung tâm của huyện Cần Giuộc nha quý anh chị. Đất mình là đất khu phố nha, chứ không phải là còn là đất của một ấp hay một xã nào nữa, cho nên cái giá trị nó hơi cao nha quý anh chị. Đất mình là đất khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Khu nhà thì dân cư rất là đông đúc luôn. Rồi, bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm một lượt ha. Còn quý anh chị mà cảm thấy thích cái miếng đất này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm gửi góc phải màn hình ha. Số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem cái phần mô tả video của Tâm. Đó, còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ha. Mang đến cho quý anh chị những cái sản phẩm mới có cái giá trị là có cái giá rẻ để cho quý anh chị tham khảo và đầu tư nha. Rồi, còn bây giờ thì Tâm xin chào ạ.